Nhận định nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 14:30 ngày 6 tháng 2 quyết đấu vì vé World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải đánh bại Đài Bắc Trung Hoa để giành tấm vé tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand. Trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra vào lúc 14:30 ngày 6 tháng 2. Hôm 2 tháng 2, nữ Đài Bắc Trung Hoa đã đánh bại các cô gái Thái Lan với tỷ số 3-0 tại vòng Playoff World Cup 2023. Kết quả này giúp đội bóng Đông Á dẫn đầu vòng Playoff do hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng. Điều này đồng nghĩa với việc Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần giữ chân Việt Nam là sẽ giành vé dự World Cup bóng đá nữ vào năm sau. Như vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có đôi chút sức ép trước một đối thủ chắc chắn sẽ chơi thiên về phòng ngự. Về mặt lý thuyết, nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn Đài Bắc Trung Hoa, đứng trên đối thủ này 7 bậc theo bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Đài Bắc Trung Hoa là đội bóng không dễ đối phó. Cụ thể, Đài Bắc Trung Hoa thắng Việt Nam ở hai trận gần nhất. Đầu tiên là chiến thắng trên chấm 11m ở tứ kết ASEAN 2018. Trước đó vào năm 2015, Đài Bắc Trung Hoa cũng đánh bại Việt Nam với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc vòng loại Olympic 2016. Ở trận gặp Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa thể hiện khả năng phòng ngự rất tốt và luôn biết cách tận dụng sai lầm đối phương để ghi bàn thắng. Nữ Việt Nam sẽ vừa phải giải bài toán tấn công, lẫn phòng ngự trước đối thủ luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Bên cạnh đó, các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng phải có tâm lý thật vững vàng trong trận đấu lịch sử của bóng đá Việt Nam. Theo thông tin từ tờ Sina của Trung Quốc, ban huấn luyện Đài Bắc Trung Hoa nhận tin không vui khi có đến 8 thành viên dương tính với COVID-19 sau buổi xét nghiệm PCR vào hôm qua. Hiện, vẫn chưa rõ số lượng cầu thủ mắc COVID-19. Trong khi đó, theo chia sẻ của huấn luyện viên Mai Đức Chung, các cầu thủ Việt Nam được nghỉ 4 ngày và hiện tại sức khỏe toàn đội rất tốt. Bên cạnh đó, rất vui khi kết quả kiểm tra PCR của đội tuyển nữ Việt Nam đều âm tính. Đối với Đài Bắc Trung Hoa, các cầu thủ thi đấu đội hình 5-4-1, đã phòng ngự phản công, tập trung dồn sang biên phải tấn công rất nhiều. Như thế, vô hình chung đội Đài Bắc Trung Hoa bị hở bên cánh trái rất nhiều. Đây là cơ hội để chúng ta tận dụng khoét sâu điểm yếu này, huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích điểm yếu của đối thủ. Thành tích đối đầu. Theo thống kê, nữ Việt Nam và nữ Đài Bắc Trung Hoa đã gặp nhau tổng cộng 7 lần cho đến trước trận đấu này. Thành tích đối đầu khá cân bằng, mỗi bên thắng 3 trận và hòa nhau 1 trận. Đài Bắc Trung Hoa đều giành chiến thắng trước Việt Nam trong 2 trận đấu gần đây nhất. Đài Bắc Trung Hoa từng tham dự World Cup vào năm 1991, lọt vào tới tứ kết. Tuy nhiên, họ chưa thể tái lập thành tích đó trong suốt 31 năm qua. Dự đoán kết quả Việt Nam 2-1 Đài Bắc Trung Hoa. Đội hình dự kiến. Nữ Việt Nam Kim Thanh, Trương Thị Kiều, Thu Thảo, Phương Thảo, Vạn Sự, Tuyết Dung, Thùy Trang, Hải Yến, Thanh Nhã, Huỳnh Như. Nữ Đài Bắc Trung Hoa Chu Phan Yi, Chua Li Ping, Pen Xin Yu, Pen Yen Xin, Trang Su Hanh, Quang Xin Hay, Chen Yin Hui, Lan Yu Chie, Chen Yin Ping, Li Siu Chin, Lai Li Chin. Huấn luyện viên đội tuyển nữ Đài Loan, đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế hơn. Huấn luyện viên tuyển nữ Đài Loan Kazuo Ekigo cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam nắm lợi thế vì có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn trước trận playoff quan trọng quyết định tấm vé trực tiếp đi World Cup nữ 2023. Việt Nam có lợi thế vì họ đã có nhiều ngày nghỉ ngơi, còn chúng tôi chỉ có một ngày để hồi phục và chuẩn bị. Tuy nhiên, đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi để được tham dự FIFA World Cup nữ 2023 và chúng tôi sẽ cố gắng nắm bắt nó, huấn luyện viên Kazuo Ekigo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn Liên đoàn bóng đá châu Á AFC trước trận đấu. Theo huấn luyện viên Kazuo Ekigo, các nữ tuyển thủ Đài Loan còn gặp thử thách khi thi đấu trong điều kiện độ ẩm cao và có thể không đạt phong độ tốt nhất. Trước cuộc đụng độ với Việt Nam, Đài Loan đã đá bại Thái Lan 3-0. Huấn luyện viên Kazuo Ekigo cho biết, trước trận đấu với Thái Lan, chúng tôi đã họp toàn đội. Và tôi đã nói với các cầu thủ rằng, nếu ghi được 3 bàn thắng, đó là điều lý tưởng để chúng tôi tiến vào trận gặp Việt Nam. Và toàn đội đã làm được điều đó. Nhìn vào trận đấu cuối cùng của chúng tôi với Việt Nam và xem xét thời điểm, tôi tin rằng đó sẽ là một thử thách cho chúng tôi về thời tiết. Đó sẽ là một trận đấu khó khăn, chúng tôi có thể không đạt phong độ tốt nhất. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan sẽ quyết định tấm vé dự World Cup nữ 2023. Hai đội đang có cùng 3 điểm nhưng Đài Loan xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại nhỉnh hơn cộng 3 so với cộng 2. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng.
Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Ekigo chỉ cần một kết quả hòa là có vé. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Đài Loan sẽ diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 6 tháng 2 ở Mumbai, Ấn Độ. Tuyển nữ Việt Nam đã thuộc bài Đài Loan trước trận quyết đấu. Hôm 5 tháng 2, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có buổi họp báo trước trận playoff tranh vé trực tiếp dự World Cup 2023 với tuyển nữ Đài Loan. Chia sẻ trong cuộc họp, ông Chung nói, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu với Đài Loan. Các cầu thủ được nghỉ 4 ngày trước khi ra sân nên thể trạng đã được hồi phục. Kết quả kiểm tra PCR của đội tuyển nữ Việt Nam có kết quả âm tính. Đó là một điều rất mừng đối với chúng tôi. Sáng nay, toàn đội đã xem lại băng ghi hình các trận đấu của nữ Đài Loan, qua đó có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cũng phân tích lối chơi và chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của đại diện Đông Á. Trận đấu playoff giữa Đài Loan và Thái Lan, tuyển Thái Lan đã chơi dưới sức vì thiếu nhiều nhân sự do Covid-19. Rõ ràng các vị trí bị xáo trộn, điều này giúp cho Đài Loan dễ dàng ghi được 3 bàn thắng. Đối với Đài Loan, họ thường chơi với sơ đồ 5-4-1, đá phòng ngự phản công và thiên về cánh phải nhiều hơn. Vì vậy, vô hình chung đội bóng này lại bị hở bên cánh trái và đây là cơ hội để chúng ra khoét sâu vào điểm yếu này. Đội Đài Loan cũng có 3 cầu thủ chơi nổi bật trong đội hình là số 6, 17 và 19. Chắc chắn chúng tôi sẽ cắt cử người theo khèm và khóa chặt họ, huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích. Do kém đối thủ về chỉ số phụ Việt Nam cộng 2, Đài Loan cộng 3 thế nên trong trận đấu tới thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng thì mới có vé trực tiếp dự World Cup 2023. Chúng ta chỉ còn cách phải tấn công và đánh bại đối thủ thì mới có vé trực tiếp đi World Cup. Lúc này, tinh thần của cả đội đang lên rất cao. Các cầu thủ đã có thể trạng và phong độ tốt nhất. Cá nhân tôi cùng các cầu thủ đều tự tin sẽ có được chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi không chủ quan mà luôn chuẩn bị rất kỹ cho trận quyết đấu này, nhà cầm quân 70 tuổi nói. Thông tin liên quan, có tới 8 cầu thủ của Đài Loan không thể ra sân trong cuộc đọ sức nữ Việt Nam vì nhiễm Covid-19. Theo lịch, Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ chạm trán với Đài Loan vào lúc 14 giờ 30 ngày 6 tháng 2. Huấn luyện viên Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam tự tin giành vé đi World Cup. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt với quyết tâm cao nhất trong trận playoff quan trọng với Đài Loan, Trung Quốc quyết định tấm vé trực tiếp đi World Cup nữ 2023. Đánh giá chung về lực lượng và công tác chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan, Trung Quốc, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt trước trận đấu. Sau trận gặp Thái Lan, các cầu thủ được nghỉ 4 ngày và hiện tại sức khỏe toàn đội rất tốt. Bên cạnh đó, rất vui khi kết quả kiểm tra PCR của đội tuyển nữ Việt Nam đều âm tính. Sáng qua, ban huấn luyện đã cho các cầu thủ xem băng trận đấu giữa Đài Loan và Thái Lan cùng những trận đấu khác của đội bạn nên cũng đã nắm được đội hình thi đấu của họ. Huấn luyện viên Mai Đức Chung phân tích, ở trận playoff giữa Đài Loan và Thái Lan, đội bóng xứ Chùa Vàng tỏ ra kém hơn hẳn. Do ảnh hưởng của Covid-19, các vị trí thi đấu trong đội hình cũng thay đổi rất nhiều, cộng với việc thủ môn thi đấu không tốt. Vì vậy, Đài Loan đã ghi 3 bàn thắng rất dễ dàng. Các cầu thủ Đài Loan thi đấu đội hình 5-4-1, đá phòng ngự phản công, tập trung dồn sang biên phải tấn công rất nhiều. Như thế, vô hình chung họ bị hở bên cánh trái rất nhiều, đây là cơ hội để chúng ta tận dụng khoét sâu điểm yếu này. Đài Loan cũng có 3 vận động viên nổi trội trong đội hình là số 6, 17 và 19. Đây là những vị trí mà chúng ta cần tổ chức kèm người và khóa chặt. Sau chiến thắng 3-0 của Đài Loan trước Thái Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận, chúng ta chỉ còn đường tấn công và phải giành chiến thắng thì mới có cơ hội giành vé trực tiếp đi World Cup. Hiện nay, khí thế cả đội rất tốt, các cầu thủ đang có sự chuẩn bị tốt về thể trạng và phong độ. Cá nhân tôi và các cầu thủ cũng rất tự tin vào một chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi không hề chủ quan mà luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu với quyết tâm cao nhất. Ở buổi tập cuối cùng chiều hôm qua, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ thực hiện các bài tập gây hưng phấn và các bài tập đá phạt cố định để thi đấu với Đài Loan. Theo kế hoạch, 14 giờ 30 ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận playoff mang tính quyết định giành tấm vé trực tiếp tham dự World Cup 2023 với đối thủ Đài Loan. Nhân tố nào có thể giúp tuyển nữ Việt Nam dự World Cup đầu tiên? Trong thế trận tuyển nữ Việt Nam buộc phải chơi tấn công trước Đài Loan, Trung Quốc, các tiền đạo Huỳnh Như, Phạm Hải Yến cần tỏa sáng. Cả tuyển nữ Đài Loan và Việt Nam đều giành chiến thắng trước Thái Lan.
Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ mang tính chất quyết định tấm vé dự World Cup nữ 2023. Với một bàn thắng nhỉnh hơn, tuyển nữ Đài Loan đưa Việt Nam vào thế buộc phải thắng. Để hoàn thành mục tiêu, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định chỉ có một cách, đó là chơi tấn công. Khi đó, vai trò của Huỳnh Như và Hải Yến trở nên quan trọng. Những nhân tố đáng chờ đợi. Trên đất Ấn Độ, Huỳnh Như có hai bàn thắng vào lưới Myanmar vòng bảng và Thái Lan vòng Playoff World Cup để mang về những kết quả thuận lợi cho tuyển nữ Việt Nam. Nếu may mắn hơn, cô đã có thêm một pha lập công nữa. Huỳnh Như khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc, làm tung lưới tuyển nữ Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Ở mùa giải 2021, Huỳnh Như có phong độ cao. Cô cùng câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh Y hoàn tất cú đúc danh hiệu vô địch quốc gia và cúp quốc gia. Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng trở thành vua phá lưới của giải vô địch quốc gia với 7 pha lập công. Cô tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng đó ở vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. AFC đánh giá đội trưởng tuyển nữ Việt Nam là một trong những nhân tố đáng xem nhất ở giải đấu này. Ngoài khả năng săn bàn, Huỳnh Như còn có thể tạo đột biến nhờ những pha xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp. Điển hình là tình huống ở phút 90+4 trận hòa 2-2 với Myanmar, cô có pha xoay, roulette, kỹ thuật tạo nên thương hiệu của huyền thoại Zinedine Zidane để loại bỏ một hậu vệ đối phương. Sau đó, Huỳnh Như tiếp tục sâu kim một cầu thủ Myanmar khác rồi chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm. Tiếc là pha xử lý tiếp theo của Nguyễn Thị Vàn không tốt. Bên cạnh Huỳnh Như, Hải Yến là tiền đạo được huấn luyện viên Mai Đức Chung tin tưởng. Dù chưa có bàn thắng nào, cô vẫn đóng góp nhiều cho lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam. Đặc biệt là ở trận đấu playoff với Thái Lan, Huỳnh Như và Hải Yến nhiều lần cho thấy sự ăn ý. Trong bàn mở tỷ số của Huỳnh Như, chính Hải Yến thể hiện sự nhanh nhẹn, cướp bóng trước khi thủ môn Thái Lan kịp cản phá. Sau đó, cô trả ngược về sau cho Huỳnh Như dứt điểm trong tư thế thoải mái. Phút 46, Huỳnh Như đáp lễ, Hải Yến bằng đường chọc khe thông minh, thuận lợi với đà di chuyển. Tiền đạo số 12 cũng chạy chỗ hay, dứt điểm hiểm hóc nhưng tiếc là bóng đi trúng cột dọc. Ngoài ra, Hải Yến còn có những pha đi bóng tốc độ ở cánh phải và tạt chuẩn xác cho đồng đội. Ở vòng loại Asian Cup nữ 2022 diễn ra hồi tháng 9 năm 2021, Hải Yến ghi đến 8 bàn thắng sau 2 trận để giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết. Ngoài ra, cô còn là vua phá lưới của vòng loại chung kết châu Á. Đó là những yếu tố cho thấy Huỳnh Như và Hải Yến sẽ tiếp tục là niềm hy vọng trong hàng công của tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp Đài Loan. Bất ngờ đến từ tình huống cố định. Bên cạnh đó, tuyển nữ Việt Nam còn có những phương án tấn công lợi hại khác. Đầu tiên phải kể đến những tình huống cố định. Trên đất Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam ghi 2 bàn thắng trong tổng số 4 bàn từ các pha đá phạt góc của Nguyễn Thị Tuyết Dung. Một trong số đó được Tuyết Dung sút vào trực tiếp, pha bóng còn lại là cô treo bóng cho Thái Thị Thảo đánh đầu ghi bàn. Khả năng xử lý tốt bằng cả hai chân của Tuyết Dung giúp tuyển nữ Việt Nam nguy hiểm hơn trong các pha phạt góc cũng như đá phạt trực tiếp. Trước trận đấu với Đài Loan, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng cho các học trò rèn luyện miếng đánh này. Ngoài ra, Huỳnh Như cũng là một chân đá phạt rất cử. Cô từng lập nhiều siêu phẩm ở giải vô địch quốc gia khi thực hiện các tình huống cố định. Bên cạnh đó, tuyển nữ Việt Nam cũng tấn công biên khá tốt. Phía bên trong, Huỳnh Như luôn rất giỏi chọn điểm rơi và băng cắt để dứt điểm. Tuyển nữ Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ giỏi đột phá, sở hữu tốc độ và tạt bóng tốt như Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thủy hay Nguyễn Thị Thanh Nhã. Tuyển Việt Nam chịu bất lợi về mặt kết quả trước Đài Loan. Tuy nhiên, về mặt lực lượng, thể lực, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có ưu thế so với đối thủ. 23 cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam đều sẵn sàng ra sân trong khi 8 cầu thủ bên phía Đài Loan không thể góp mặt do Covid-19. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam cũng được nghỉ nhiều hơn. Vì vậy, người hâm mộ Việt Nam có thể tin vào việc tuyển nữ sẽ giành chiến thắng trước Đài Loan và lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup. Cuộc đối đầu này sẽ diễn ra lúc 14:30 ngày 6 tháng 2 giờ Hà Nội. Nhận định bóng đá Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, vòng Playoff World Cup 2023. Tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách World Cup 2023 một cửa ải cuối cùng, đó là đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Tuyển nữ Việt Nam đã tiến gần đến ngưỡng cửa World Cup 2023 khi đánh bại Thái Lan 2 bàn ở trận mở màn vòng Playoff. Tuy nhiên, màn trình diễn Đài Bắc Trung Hoa ở trận đấu thứ 2 thắng Thái Lan 3-0 đã tạo ra thêm đôi chút khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước lượt đấu cuối. Trong khi Đài Bắc Trung Hoa chỉ cần một trận hòa để giành vé dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam buộc phải chiến thắng.
Một kết quả khác ngoài chiến thắng sẽ khiến đường đến World Cup của Huỳnh như cùng đồng đội khó khăn hơn nhiều, khi tuyển nữ Việt Nam phải dự vòng play-off liên lục địa, tranh vé với nhiều đội tuyển mạnh khác, lợi thế cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều đang đứng về phía tuyển nữ Việt Nam. Về mặt lực lượng, trong khi đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Chung không có ca mắc COVID-19 nào, qua đó có đủ lực lượng 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu, Đài Bắc Trung Hoa lại chật vật với 8 ca dương tính. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 15 cầu thủ khỏe mạnh đủ điều kiện dự cuộc so tài. Thậm chí, nếu Đài Bắc Trung Hoa có thêm 3 ca mắc COVID-19 nữa, tuyển nữ Việt Nam sẽ dự World Cup mà không tốn thêm một giọt mồ hôi. Không chỉ vượt trội về lực lượng, tuyển nữ Việt Nam còn có ưu thế thể lực với 4 ngày nghỉ trọn vẹn sau trận gặp Thái Lan, còn đội hình chính của Đài Bắc Trung Hoa phải cầy ải ở trận trước. Cách thắng của hai đội cũng khác nhau. Trong khi Việt Nam vừa đá vừa giữ chân, luân phiên thay đổi con người để tiết kiệm thể lực, Đài Bắc Trung Hoa phải căng sức chiến đấu với Thái Lan đến phút bù giờ cuối cùng nhằm giành lợi thế hiệu số trước lượt cuối. Trong bóng đá nữ, chênh lệch thể lực có thể mang lại khác biệt rất lớn. Nhưng quan trọng nhất, tuyển nữ Việt Nam đủ khả năng thắng trận này nhờ đẳng cấp và thực lực. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã mạnh dạn trẻ hóa đội hình sau thành công ở SEA Games 30 để tạo ra nguồn lực thay thế lứa cũ, đồng thời tạo ra sức cạnh tranh, buộc các cầu thủ phải nỗ lực hết mình để giữ chỗ đứng. Cuộc cách mạng đội hình của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tạo ra thế hệ đầy tiềm năng, đủ khả năng thi đấu tốt trong 5 đến 10 năm nữa như Lương Thị Thu Thương, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, hay đặc biệt là tiền đạo cánh Nguyễn Thị Thanh Nhã. Trong khi đó, những cựu binh như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung vẫn chơi rất ổn định, giúp tuyển nữ Việt Nam vừa có sức trẻ nhưng vẫn dày dặn kinh nghiệm, quyết tâm chiến thắng. Nhờ đội hình đồng đều, tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, gây khó khăn cho các đội tuyển mạnh hàng đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Những trận đấu có mức độ khó cao giống như ngọn lửa, tôi luyện ý chí cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong bối cảnh chỉ có một vài buổi tập trước thềm giải đấu. Do đó, tuyển nữ Việt Nam giữ được sự tập trung, sẵn sàng và luôn biết cách vượt qua nghịch cảnh. Vấn đề của tuyển nữ ở trận này là phải kiên trì, nhẫn nại bởi Đài Bắc Trung Hoa là đội mạnh về phòng ngự, giỏi đeo bám và tranh chấp. Thêm một thử thách khó, sau khi cánh cửa World Cup đã mở rất rộng, tuyển nữ Việt Nam sẽ không để cơ hội vụt qua một lần nữa. Ở trận play-off giữa Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, đội bóng xứ Chùa Vàng tỏ ra kém hơn hẳn do ảnh hưởng của dịch bệnh, các vị trí thi đấu trong đội hình cũng thay đổi rất nhiều, cộng với việc thủ môn thi đấu không tốt. Vì vậy, Đài Bắc Trung Hoa đã ghi 3 bàn thắng rất dễ dàng. Đối với Đài Bắc Trung Hoa, các cầu thủ thi đấu đội hình 5-4-1, đã phòng ngự phản công, tập trung dồn sang biên phải tấn công rất nhiều. Như thế, vô hình chung đội Đài Bắc Trung Hoa bị hở bên cánh trái rất nhiều, đây là cơ hội để chúng ta tận dụng khoét sâu điểm yếu này. Đội Đài Bắc Trung Hoa cũng có 3 vận động viên nổi trội trong đội hình là số 6, 17 và 19. Đây là những vị trí mà chúng ta cần tổ chức kèm người và khóa chặt. Chúng ta chỉ còn đường tấn công và phải giành chiến thắng thì mới có cơ hội giành vé trực tiếp đi World Cup. Hiện nay, khí thế cả đội rất tốt, các cầu thủ đang có sự chuẩn bị tốt về thể trạng và phong độ. Cá nhân tôi và các cầu thủ cũng rất tự tin vào một chiến thắng. Tất nhiên, chúng tôi không hề chủ quan mà luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu với quyết tâm cao nhất, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định. Dự đoán, Việt Nam 1-0 Đài Bắc Trung Hoa,